Hello anh em, hello mọi người nha, hello anh em, hello mọi người. Ui, địt mẹ thôi đéo ổn rồi các bạn ạ, địt mẹ cái tầm này nhá là cái mọi người đồ mình mẹ bị BD nó bị xa quá rồi, địt con mẹ cay vãi lồn thề. Hôm nay nhá, hôm nay mình đi mua mấy cái dụng cụ gọi là cá nhân của đàn ông ấy, kiểu mẹ dao cạo râu các thứ ấy. Ui, sau địt mẹ cái thằng bán hàng nó cũng nhận ra mình cơ, nó bảo anh nhím à, sau các thứ xong rồi mình bảo anh em ơi các thứ, địt mẹ các thứ, xong rồi mẹ ông ấy check đồ cho mình nhá, kiểu toàn dụng cụ cá nhân, xong rồi ông ấy chưa nhận ngước lên nhìn mình bảo em chờ anh BD đi co mẹ, chẳng nhẽ bố mình giả hàng không rồi bố mình đéo mua nữa đi mẹ cú thế rồi nhím gay thật mà, đâu bằng chứng, đâu bằng chứng, đâu bằng chứng, đâu đi mẹ, từ trước đến nay nhá đi mẹ, thề mình mẹ, các bạn biết thằng nào nữa thằng BD ở đây không đi mẹ, các bạn phải sống cùng, các bạn phải giao tiếp hàng ngày, các bạn biết là đi mẹ thằng đấy nó có bị BD hay không. Địt mẹ điển hình là thằng bô, địt co mẹ BD vãi lồn thề. Lần đéo nào đi cùng nó, lần đéo nào mình đi xa hay là mình ở chung phòng với nó, địt mẹ lúc đéo nó cũng chụp ảnh, địt mẹ thề ngu cũng chụp ảnh. Thôi địt mẹ còn bịa là câu chuyện là địt mẹ mình cởi trần xong rồi mình ôm nó, chứ địt co mẹ đéo biết ai ôm ai luôn. Địt mẹ câu chuyện mà các bạn nghe ấy là nó đéo đúng đâu, sự thật ấy là nó ngược lại 100% luôn, địt mẹ 360 độ luôn ấy, đéo phải 100%. Địt có mẹ nó mới là cái thằng địt phải chạy ra ôm mình các thứ ấy, địt phải thề đéo hiểu sao ạ. Địt phải sao mình, địt phải lúc đéo nào cũng là người bị hại nhở, địt có mẹ đéo hiểu luôn. Em sống lúc đéo nào cũng kiểu địt phải thề, địt phải toàn kiểu nói tốt xong rồi giúp đỡ anh em các thứ, chưa bao giờ mình làm cái gì xấu đến mọi người cả. Rồi cuối cùng mọi người toàn nói xấu mình như thế. Địt phải thề mình chỉ sợ là đến khi nào ấy đấy mà bố mình mà nghe được hoặc là những người thân họ hàng trong gia đình mình nghe được xong rồi lại xa lánh mình thôi. Thì các bạn không biết là nó nguy hiểm đến mức nào đâu. Thì cô mẹ các bạn sao các bạn lại tin anh Độ thề. Bây giờ anh Độ bảo lương 7-8 triệu một tháng các bạn tin không? Mình cũng tin nhưng mà chưa chắc đâu, nó cần phải kiểm chứng các bạn ạ. Mình cũng tin đấy, nhưng mà chưa chắc đâu, phải anh Độ còn làm việc khác cơ mà, quay quảng cáo các thứ cơ mà. Cay đấy nhở, thì mẹ đéo hiểu sao thì mẹ anh Độ nói thế mọi người bảo đéo tin, xong bây giờ mình hỏi lại mọi người lại bảo tin, để co mẹ dỗi vãi lồn. À với cả sắp tới là mình thông báo cho anh em là mình xin phép mình nghỉ hôm nào nhở, mình nghỉ hôm 24 này với cả 25 này, mình vào Sài Gòn mình đi sinh nhật bụt cũng có lời rủ mình đi sinh nhật rồi, cho nên là thôi lỡ cái hôm mà đi nhậu ấy, hôm mà đi nhậu với team hôm đám cưới anh Vino thì đấy cũng lời ra chén vào thì mình cũng lỡ hứa là kiểu gọi là đi sinh nhật các thứ, bụt cũng nói từ hôm đấy rồi, cho nên là mình bây giờ lỡ hứa rồi chả phải đi thôi, mặc dù kiểu nguy hiểm vãi lồn bây giờ đang dịch các thứ, nhưng mà mình hứa các bạn là mình sẽ bảo vệ cơ thể thật là cẩn thận này, khẩu trang mình sẽ đeo 2 cái này được chưa, đấy đi ỉa các thứ cũng đeo luôn. Thì phải ở cạnh thằng bố thôi, thì bạn thuê mẹ 2 phòng khác đi, thuê mẹ mình, địt mẹ mình tự bỏ tiền ra mình thuê mẹ phòng khác luôn, đéo ở chung thằng bô nữa, địt mẹ cho hết địt mẹ chuyện để kể luôn. Địt mẹ mình mà kiểu thích địt mẹ sống một mình cơ, chứ mình còn đéo thích ở chung đâu, nói thật luôn. Địt mẹ bây giờ nó ấy, nó còn rủ mình ở chung cơ, nhưng mà thôi bây giờ nghĩ lại rồi dí bùi bố ở chung nữa. Địt mẹ lúc đéo nào cũng kiểu kể điêu, địt mẹ xong rồi mình toàn bị mang tiếng xấu, đéo hiểu, trong khi thằng BD mình chính là nó ấy, địt có mẹ mày nhá. Ỉa, bây giờ các bạn phải cảm tưởng nhá, địt mẹ cứ phải tầm 5 phút sao, 5 phút nó sẽ chụp ảnh một lần, các bạn hiểu không? Mà chụp thì nó phải chụp tầm 10 cái, địt mẹ phải giống hệt nhau, nó chỉ địt mẹ khác nhau đúng kiểu 1 cm thôi. Đấy, xong rồi nó sẽ chọn cái bức nào nó đẹp nhất các bạn, xong rồi nó mới đăng lên Facebook. Địt mẹ nó là như thế, địt mẹ cảm giác kiểu địt mẹ mày đánh răng nó chụp một cái thôi, địt mẹ mới rửa mặt chụp một cái, đi ỉa cũng chụp, địt mẹ không làm cái đéo thì cũng chụp, địt mẹ bực mình vãi lồn thề. Đấy các bạn lên Facebook mình đi, đấy các bạn xem hồi ngày xưa mình có đăng cái gì không, địt mẹ người ta bận kiểu thể thao vận động các thứ. Địt thôi đừng buồn anh ạ, e tin anh men nhất đẹp trai nhất mà, đi đâu cũng nhớ giữ sức khỏe nhé. Cảm ơn Rimi nha, cảm ơn em nhiều, cảm ơn em nha. Đấy, người ta tuổi trẻ của mình nhá, là địt mẹ nó lại năng động vãi lồn luôn, môn thể thao nào cũng biết chơi luôn. Nói thật, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, địt mẹ đá cầu ngày xưa cấp 2 mình còn được giải mẹ thành phố nhá. Địt mẹ chưa đéo ai, địt mẹ tuổi thơ, địt mẹ lên 3, bay lắc thôi cái lồn gì mà lè lưỡi, địt con mẹ. Địt mẹ hôm trước mình xem một cái video ấy, địt con mẹ thấy sợ vãi lồn.
có lần có một đợt mình cũng dùng cái video đấy để mình làm cái clip để mình cảm ơn donate đấy. Đi mẹ thề, đi mẹ để được đúng tầm 5 phút thì mẹ xong các bạn bắt đổi luôn ấy, các bạn nhớ không? Đi mẹ không nghĩ lại mình thấy sợ các bạn ạ. Không, thằng Bô ngày xưa thì ra mình cũng biết cái kiểu của nó, nhưng mà bây giờ nó thay đổi rồi ấy, thì mình thấy nó cũng thay đổi theo cái chiều hướng tốt lên ấy, kiểu cách ăn mặc này, xong rồi tính cách các thứ thì mình cũng thấy vui đấy chứ. Thì bạn ngày xưa nó thật ra là nó là cái kiểu dạng là không, cái này là mình tâm sự thật nhá, mình nhìn là mình biết cái kiểu của nó là cái kiểu mà hay đi chơi, xong rồi hay lên bar, xong rồi các thứ mình biết mà. Ngày xưa nó còn hỏi mình là kiểu bây giờ tôi nên mặc quần áo thời trang như nào. Các bạn biết Bô của bây giờ không? Thì mẹ cũng một phần là do mình đấy, do mình góp sức đấy. Thì cho nên là cái style, cái phong cách của nó bây giờ nó mới thay đổi đấy. Chứ không nhá, là bây giờ các bạn mà qua kênh thằng Bô nhá, kiểu đéo gì nó mặc áo sơ mi mẹ Burberry, sơ mi cái gì nhở, Dolce đấy, kiểu đéo gì cũng thế. Thôi quả quần bò đi mẹ mới thụ, đi mẹ mới thề. Mặc mẹ xỏ mẹ hai chân vào một lỗ cũng được luôn. Đấy nhá, chứ thực ra đấy, mình nói lại cho anh em biết là nhà mình không hề giàu. Mình đi học lái xe là mình chỉ để phụ giúp cho mọi người thôi. Kiểu nhớ mày anh Chip hôm đấy mà cần về quê, không tự nhiên anh Chip ốm ấy. Nhờ anh Chip nhờ. Đấy thì làm gì có ai có bằng lái xe cho anh Chip đâu, để lái xe hộ anh Chip đâu. Đấy thì bây giờ mình tranh thủ mình đi học lái xe, biết đâu mai sau này mình có thể giúp anh Chip, đèo anh Chip về quê các thứ này nọ, phụ giúp anh Chip. Thế là anh Chip lại có sức khỏe để làm thêm những việc khác đúng không? Không phải cố sức để mà lái xe xong rồi bệnh càng nặng thêm. Thề thương anh Chip lắm. Ừ cái độ nữa. Ui đi mẹ lần trước lên Cao Bằng nhớ, đi mẹ đi tận 6 tiếng các bạn ạ, mà chỉ có mình anh Độ lái thôi. Bây giờ mình nhá, mình mà đi lái xe nhá, mình dơ cái bằng nhá, không dơ trước mặt anh Độ luôn. Đấy kiểu gì anh Độ cho mình lái. Ui hôm nay mình học lái xe rồi, hôm nay mình cũng nói chung là thử đi rồi, nhưng mà vẫn có thầy bên cạnh. Ui đi cô mẹ mình, nó đéo đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Nói chung là nó cũng phải làm quen các thứ đấy. Chứ còn khó thì cũng không khó, mà dễ không phải là dễ. Quan trọng vẫn là cái tâm lý của người mà, đi mẹ. Ông thầy ông cứ bảo kiểu tâm lý các thứ này nọ, xong mình khoe. Úi dồi ôi, chú ấy nhầm người rồi. Cháu tâm lý cháu vững lắm. Cháu đi bắn giải, cháu từng đi thi game mẹ bắn giải quốc tế này. Xong rồi lại còn được là được có lần còn được gọi là đứng nhất đứng đầu Việt Nam này. Về mặt tâm lý cháu không sợ đâu các thứ này nọ đấy. Nhưng mà hôm nay ông cũng kiểu thấy mình kiểu lái xe các thứ cũng an toàn vãi đái, ông khen đéo chịu được luôn. Xong rồi xin số điện thoại của mình nhá, xong rồi còn bảo hẹn hôm nào thích học thì học nhé. Xong rồi mày thích học bao nhiêu thì học rồi mẹ, chú tin tưởng mày lắm rồi, các thứ luôn cơ, toàn khen mình thôi. Đấy cho nên là khi nào nhá mà em có bằng lái xe nhá anh Chip nhá, xong rồi có gì khi nào mà em đi chơi ấy mà trời mưa ấy thì có gì anh Chip cho em mượn xe nhá, hoặc là anh Độ luôn, anh Độ nếu mà có xe ấy đấy thì cho em mượn xe nhá, là em sắp có bằng lái xe rồi, có bằng lái xe yên tâm anh ơi. Mua ô tô thì rửa xe á? Không, anh không mua cái này điều chắc chắn luôn, không có chuyện mua ô tô làm lương tháng 2-3 triệu, hai triệu rưỡi đến 3 triệu. Bây giờ nói thật với anh em nhá, là mình tiền mình tích được ấy đây trong tài khoản ngân hàng nhá. Sâu luôn không? Em muốn sâu không? Đấy nhá, rồi đấy. Đấy thì tại trong tài khoản ngân hàng của mình bây giờ có đúng 7 triệu thôi, là tiền từ đầu mình làm Nemo đến bây giờ là chỉ được có 7 triệu thôi. Đấy. Thì làm thế nào mà để mà có tiền để mua xe ô tô đây? À, có đúng làm hết gì kìa. Có đây? Hello anh nhím kêu MNG tại, đừng kêu tại, anh nhím tại, bét tại mà anh ra, nhím đang stream nhá. Cho MNG mà. Ơ cái gì đấy? Ui, cảm ơn Kiên nhá, cảm ơn em nhá, cảm ơn em. Tại vì thực ra là làm cái bằng ô tô này nó có lợi lắm, các bạn phải khi nào mà các bạn lớn lên ấy, các bạn đủ chững chạc các bạn mới hiểu được làm cái bằng ô tô là mình dùng đến tận 60 tuổi cơ mà các bạn, tội gì mà mình không làm, trong khi bây giờ thi còn dễ, sắp tới nó thi nó còn khó cơ. Đấy cho nên là mình làm trước để biết đâu mai sau này mình có bằng lái xe mà trong khi mọi người không lái được thì mình lái, đơn giản thế thôi. Không là kiểu đi chơi với gái ấy, để ông mượn xe Chip
đi mẹ chất vã lồn. Đấy, mở cửa kính ô tô ấy, một tay giữ vô lăng, xong rồi thì mẹ đầu thò ra kiểu lè lưỡi, xong rồi huýt sáo các thứ đi mẹ. Đi mẹ ngầu vãi lồn thề. PC anh 300 củ á, PC anh không đến. Trời ơi, không đến đâu. Mình làm, các bạn biết từ đầu ấy là mình làm stream đã được một năm, tầm được hơn năm rồi thì phải. Nếu như mình không lầm, tầm một năm rưỡi đi. Đấy thì từ đầu là mình có cái PC là tầm 20 triệu, hơn 20 triệu một tí. Đấy, xong rồi tầm được hơn nửa năm thì mình được anh Độ tặng cho con cạc. Đấy, xong rồi mình góp hết tiền để mình mua thêm mấy cái phụ tùng để đi cùng với con cạc. Địp mại mày cực mạnh, cực xịn của anh Độ. Đấy, xong rồi bây giờ thì nói chung là cái cạc đấy nó vẫn không đủ, thì mình mới phải thay đi chứ. Mình phải nâng cấp lên thì nói thật là hết sạch tiền rồi. Hết luôn ấy.